Xin chào cô chú anh chị thân mến nha. Thì hôm nay là mình phát gạo cho bà con quê. Thì gồm có 33 túi gạo nè, 33 phần nè. Đây, 33 phần. Gạo này một túi là 10kg nha các cô chú anh chị. Gạo này thì cũng như mấy lần trước, cũng đồng loại gạo luôn và đồng giá luôn. Thì hôm nay là phát thêm là 33 đòn bánh tét, 33 ký thịt, 330 chùm chiếc khâu dịch cho 33 phần. À, tổng cái số phần quà là gồm có gạo nè, bánh tét nè, hộp dịch nè, thịt heo nè, là 4 phần quà nha các quý vị. Thì cái này thì là của chị Ái Bùi, tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu, gửi thêm đợt này nữa tặng cho bà con, những bà con nghèo để ăn Tết. Thì chị cũng là một mạnh thường quân đóng góp rất là nhiều với kênh YouTube của mình, và cũng như chị cũng đã ủng hộ rất là nhiều những kênh YouTube khác. Thì riêng bản thân của mình đi thì cũng nhận cũng khá là nhiều sự tài trợ của chị rồi, từ khi được quen biết với chị, từ có duyên là biết với chị thì chị cũng gửi tiền về mua quà cho bà con rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chị cũng gửi tiền về cho những hoàn cảnh khó khăn, những người già, những người lớn tuổi. Con cầm phiếu là con kinh nổi không? Người lớn đâu? À, có mẹ đó ha, có mẹ đem lại ha. Ừ. Mẹ này nè. Chơi con kinh nổi đâu? Nhỏ kinh không nổi. Rồi mấy cô vô ngồi ghế đợi con chút xíu là đủ cái là con phát cái hộp cho về luôn nha mấy cô nha. Dạ, lớn không? Này là ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Này của người chị bà gửi về cho bà con quê mình đó. Ừ. Rồi mấy cô vô ngồi về nha. Ừ. À, thì bà con đang hớn hở, đang vui các cô chú anh chị. Bà con mình chủ yếu là những người nghèo không, mình đến tới tận nhà luôn nha, chứ mình không qua trung gian bất kỳ gì nào hết, mình chạy xe vô tới nhà luôn. À, vì thời lượng thì mình cũng ra mình không có quay những cảnh đó cho các cô chú chị mình xem, tại vì nhầm khi vô cái đường trong ghen tập đoàn người nó khó lắm, nó khó quay, rồi nó chạy xe có một mình. Thì qua clip này thì em cũng đại diện bà con quê, bà con nghèo cảm ơn chị Ái Bùi, tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu đã thương tình. Bà hai cái phiếu rồi phải không, gửi bà năm rồi đó. À, cô vô ngồi luôn, cô ngồi đợi. Ủa, nhà cô đâu? Cô mở mặt ra, cô mở ra đi cô coi. À, cô kia cuộn khúc nào vậy cô? À, bây giờ con đưa cô có phiếu. Cô né gì vậy? Có gì đâu né. Có người sợ quay vậy, tại con làm thầy giáo. Ờ, vậy là hai con. Nó mắc cỡ người ta. Rồi. Ủa, vậy mắc cỡ ha, mình đâu gì đâu, mình nhận ra. Nó đang làm thầy giáo luôn. Thầy giáo, giáo chứ mình dần gạo bình thường mà. Họ quay lên, người đăng lên đó. Cảm ơn cậu đăng lên đó, rồi tội nghiệp cho nó mất uy tín, nó còn con trai làm thầy giáo, chưa có vợ với cậu. À, vậy đó hả? Theo con nghĩ thì mình lên mình nhận gạo chứ mình đâu có gì đâu mà mắc cỡ đâu, bình thường mà. Cuộc sống mà người ta cho mình chứ đâu phải là mình lại mình nhận mình lấy đâu mà mắc cỡ, con gì đâu, bình thường thôi, con ngồi đi. Rồi chị vô ngồi đợi nha. Chú Kiệt đi, tôi không có ở nhà đi khám bệnh. Nhà cô đâu? Nhà chỗ Ngọc Lợi á, bữa hổm đó. Ngọc Lợi chỗ nào ta? Chỗ nhà đi vô đường nhà cô này nè. À, rồi tụi mấy đứa trẻ là nhận đồ chai đó không? À, không, rồi vô mấy đứa nhỏ nó đang ngủ đó không? À, tại vì hôm trước có phát là rồi, nhưng mà lần này phát những người chưa có nhận, chia đều. Sao trường học nó đi vô chút tiếp. Sao trường học đi vô không có biết. Không có biết. Cũng như mấy cô nào mà con biết nhà con mới đem phiếu vô, còn mấy cô nào mà con không biết nhà, thí dụ mà có nghe đồn thông tin đó thì lại đây giùm con, nếu mà còn đó, còn á thì con giao, còn không còn thì chắc không giao được, tại vì số lượng bao nhiêu là nhiêu à. Ủa, đâu có gì không dám đâu, tại mình cứ lợi đi, thí dụ có thì mình nhận, không có mình về, chứ đâu có gì đâu cô, bình thường. Sao không mấy người mà người ta cháu đem phiếu đi cho tới nhà đó, người ta nói người ta đem phiếu tới nhà
còn như mấy bà mà không có mà đi xin cái gì xin chi không, con đem Hiếu tới nhà như vậy nè, là con không biết nhà của những người hoàn cảnh nào khó khăn hết, thí dụ mấy cô quen không biết nhà rồi thì con lại còn có những người giống như mấy cô khác là lạ nè, con nhầm khi còn nghèo hơn mấy người đó nữa mà con không biết. Nếu con biết là con lại trơn à, chứ con không phân biệt đâu, tại vì con biết là con đem lại cho nhà, tại vì nói tóm lại là những cô bác ở đây á thì toàn là đâu phải ruột thịt gì con đâu mà trọng ai hay là con bỏ ai, tất cả bà con ai cũng nghèo khổ hết, con chia đều hết. Giống như mấy cô nhận bữa nay rồi, thí dụ ngày mai mà có nữa thì con không đưa mấy cô, con đưa mấy người khác nữa, rồi hết trơn một vòng đó, cái con làm lại cái từ đầu nữa đó cho đều hết. Chứ mấy cô đừng có ngại vấn đề mà con lại tới nhà là con thích cho nó phải không, không có đâu, tại vì con biết người đó ra khó khăn con mới lại thôi. Giống như con biết nhà mấy cô con chạy xe lại à, tại vì sẵn chuyến con đi đó, thì mai mốt các cô có hay cứ lại đây đi, thí dụ có thì con đưa, còn không có thì mấy cô đi về đi sao hoặc kỳ sao rồi. Hồi bữa trước á thì con phát phiếu, con không có mua ba cái đồ gà thịt kia, thì con một bao gạo là 100.000, chuyến này thì một bao gạo là một ký thịt màu đồ bánh tét với một chuyến hộp vịt, tại cái đó là mua cho bà con về kho ăn Tết luôn, kho ăn Tết là gạo nấu cơm luôn. Dạ dạ, của ít lòng nhiều của bà con quê, cái này là của người chị ở nước ngoài á, cái này của người chị ở Mỹ á, gửi về cho bà con mình á. Dạ. Mỹ gửi về. Chị này thì cũng gửi về hoài à, hình như là bà con ở đây lại nhận thì nhận của chị hoài à, tại mỗi lần có thịt heo là của chị đó. Bây giờ bà con cứ nhớ đi, mỗi lần nào có thịt heo là của chị đó, tại vì mấy người khác gửi về thì không có thịt heo. Thì bà con nào ăn thịt heo mấy lần thì chị gửi về mấy lần đó. Nhà mọi là mấy lần trước thì chị kia mua gia vị, còn cái này không có. Lần này là không có, lần trước mua gia vị, mua nước tương, nước mắm đồ tới 8 phần, lần chiếc này không có. Chiếc này thay đồng bánh tét. Ủa cũng rồi em cũng còn đây không? Rồi em kiểm tra đâu nhiêu người rồi coi. Mười mấy người hả? À Dựng á, cho má Dựng ơi. À, chi này 33 người. Đi đâu rồi? Còn người kia, hai người kia sao mình máu? Máu mình máu qua đây chứ. Mày ăn không quên mình máu nó. Chứ má tập hộ nhưng mà quay phim từ đó ai. Bà con mình nhận quà nha. Bà con mình nhận quà nha. Nhưng mà số lượng mình cũng ít, bà con mình nhận quà, cái bà con nhận từ từ, đừng có ào vô hổm nữa, quay phim nó có đẹp nha. Rồi bây giờ bà con nào gần gần đây nhận trước đi. Này bà con đi gần nhà nhận trước đi. Cũng lơ gạo nè, rồi lấy phiếu giữ phiếu bỏ nó hồi giờ chuyện hai kiểm. Con hay đưa bánh tét với cô hai nè. Bây giờ mình giải quyết hàng bên đây trước nha, hàng kia sau nha. Rồi cho đẹp hàng bên đây trước nha. Rồi bà con ngồi nói chuyện đi, kể chuyện đồng ruộng rồi cho vui đi. Rồi cảm ơn bà con, chúc ăn Tết vui vẻ nha. Rồi ăn Tết vui vẻ nha. Rồi về kho thịt liền nha, để còn ngon đó, còn tươi đó. Cảm ơn nhiều. Đây qua chưa, đây lấy gạo nè. Đây chưa, đây nè con. Ủa em. Đây nè. Hai chén rồi đúng rồi. Con cầm gà quạng này có trứng. Ủa này đâu phải xe may phải không? Không phải rồi. Rồi con cầm đầu nè. Rồi mà hàng bên đây trước nha bà con ơi, hàng đây trước, hàng ghế này trước nha. Rồi cho từ từ với cô ơi, từ từ có phiếu là có quà, an tâm đi, không có hết đâu, hết con bù cho. Lãnh giùm cho mợ ba. Trời mạnh lắm á, mạnh lắm, mẹ bé chúc mạnh lắm á. Qua đây lấy gạo. Rồi có phiếu là có quà, an tâm nghe, có phiếu là có quà. Không chưa từ từ con đừng có lấy, đừng lấy từ từ
để lộn người ta đi, để lấy cho đủ đi rồi, tại vì có 33 phần à. Từ từ cô ơi, không ơi, nhanh đi, cô qua lấy gạo đi, con qua lấy gạo nè, là bà lão trước nè, tôi con nhỏ, tôi con nhường cho mấy người lớn trước đi con gái. Rồi rồi lấy gạo xong rồi lấy này dùm con nha, để lộn ở đây con ăn nha. Dạ rồi đợi con chút, dì ơi cảm ơn. Cảm ơn mấy bà, chúc mừng Tết vui vẻ nha. Chừng nào có nữa cô lại lại nhà hoặc là lại đây nhận con phát nữa. Ai vào rồi nè, cô kia mất con chị. Dạ đúng rồi, không sao lấy giùm đi được, lấy giùm được không giờ. Rồi chị ấy bùi, chị ấy bùi tới vậy. Bà con đây á thì lấy giùm thì được, nhưng mà nhận phiếu giùm thì không có được. Tới giờ phiếu thì cô phát người phiếu à, còn khi mà nhận giùm thì được. Rồi, cảm ơn bà con quê mình. Vui vẻ năm mới vui vẻ. Con vô luôn nè, gái thiếu đâu. Rồi. Nè cháu này đợi lâu nãy giờ nè. Rồi bà con nhận gạo xong qua đây nhận thịt với hột vịt về kho luôn. Dạ. Rồi, chúc mừng cô ở Mỹ nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Rồi. Hai trời tự quá. Ít bữa nay ít có ba mấy phần ít rồi. Mà bữa gần cả trăm mà trên bên đông. Trời tết dễ nha gái. Vậy đó à cô này hả? Dạ cô. Dạ không gì đâu cô. Cái này của bà chị bà gửi về thôi, con chỉ là người đưa tin thôi. Dạ. Người truyền thông tin thôi. Rồi, sao có cho tôi có. Dạ con biết nhà rồi, có thì con có con gửi cho. Cái bao đầu gách để lại. Đưa bông nguyên. Rồi, không gì đâu trời. Nhìn bà luôn hả? Nhìn bà luôn, cái bên nhà. Tại mấy hộ này anh vô tới nhà anh biết. Xóm ghiền không á. Sẵn lên chung xe đó. Rồi đèo nhau. Giúp đỡ nhau. Rồi giỏi. Mấy đứa mơ ăn quá. Cảm ơn con nha, cho con ăn mặn ăn thật là. Dạ cô, cái này con này đưa tin thôi. Dạ, này có chị con gửi. Dạ. Dạ, cảm ơn bà, cảm ơn chú Việt. Bữa nay bà hai lãnh giùm cho ông hả? Ông hả? Ông đi không nổi. Kệ đi, già cả rồi. Bây giờ nương qua nương lại đi. Bà hai là chị hay em ta? Chị à? Chị à, đúng rồi, phải à, bà hai thứ hai đúng rồi. Hai luôn. Dạ. Rồi đạt một phần nè, đem về cho bà nội. Bà nội nuôi. Ừ. Cũng nữa nè, cũng luôn, cũng phần nè, đem về ra dưới dùng nè. Bỏ phiếu vô nha. Rồi nhận đi. Để coi cái còn mấy phần, để còn ai còn nữa không. Rồi của cha con đưa cho bà nội vào một phần với ông ba nha cậu. Bà nội già ông phần. Đây. Ông ba ông phần. Rồi còn hai sư huynh kia chưa lại trời. Hai sư huynh dắt gom lần này cho chưa lại. Để em xong soạn đi, còn nhiêu anh gom lại đó rồi anh đợi cho mấy gửi lại. Rồi nè. Tại dưới quê con chú chi, dưới quê này thì đôi khi người ta cũng kẹt công việc. Rồi đôi khi ta cũng nhờ lãnh giùm. Nhưng cũng phát phiếu lãnh giùm cho bà nội giàu. Còn Đạt thì cháu nó lãnh về cho bà nội, cái người mà Đạt sống chung thì cũng hoàn cảnh cũng nghèo không à. Quà sinh mà, quà Tết mà. Rồi còn mấy phần đó chắc cũng còn hai anh kia. Con có chị Hồng chưa qua phải không? Con chị Hồng có phiếu đó đó. Rồi gom gọn đó đàng hoàng đi, rồi có người nào để đi, rồi đây chút xíu người ta lại rồi mình quay phim. Rồi xin phép cả nhà mình tắt máy chút nha. Rồi Đạt ơi, con dẹp ghế vô mình cô hai đi. À, không phải, em kiểm tra phiếu em coi có chữ ký với anh đâu không? Có. À có là được đó. Tại vì hôm trước mình có mắc một số phiếu này có cô chú anh chị, rồi mình không ký tên. Rồi mình sợ người ta lụm, người ta nhận mình không có tiền mình bù. Cho nên chuyện này là mình phải ký tên hết trơn, lặt con chữ ký là cái phiếu mới. Ok, còn có chữ ký rồi. Rồi con chầm ghế vô hết đi, rồi còn nhiêu phần để ngồi ta lại ta nhận lai gai à. Mở cửa vẫn mở nha, không có đóng nha, rồi giờ mấy con kia nhớ lại. Chứ mình đóng cửa nhưng khi người ta biết không có, người ta nó tưởng mình không phát, ta đi về.
Bà Hai có chiếc xe là ngon lành rồi, bà Hai chở tới nhà ta luôn được rồi. Buổi sáng trên quê hương yên bình các cô chú anh chị, rồi bà con lãnh xong rồi con về. Được không, được không, được không, tôi dịnh xe ra một đi, rồi một đi. Xe không có chung chỗ nha trời, à có ha. Này có bắt ốc không bà Hai? Hai ơi, bà Hai, bên này có bắt ốc không? Chưa, qua tới thế đi bắt nha. Qua tới, tôi cho nha. Qua tới bắt bắt ốc hả? Ủa gì cho gì, tôi không có hỏi thăm bà thôi. Không, hỏi thăm bà thôi chứ cho không gì. Trời ơi, bắt ốc thì bà đề bà bán đi. Ơi, ốc nhà bao nhiêu tiền đó. Thôi 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 thôi, bà lão ơi cực khổ lắm. Cực khổ gì đâu. Thôi bà. Dễ mò. Dễ mò gì. Thôi, bà cực khổ nguyên ngày. Hoặc là bán đi đây ra mua. Ờ. Đi bữa hôm nó cho chú việc không cho để chết hết luôn. Thôi khỏi đâu bạn. Còn 2 kg đó, gần 3 kg á. Có thì bán đi, đừng có nói, đừng nó để cho chú Kiệt gì mà không vẩu. Tại nó quỳ cháu tôi sao thích chú Kiệt lên biết nữa. Trời, tại vì mình thương nó thì nó thương mình, nít mà phải không? Ừ. Con nít mà mình thương. Mẹ con lại con không ưa mẹ con đâu, ưa chú Kiệt à. Dạ. Nó nói mắc cười quá. Dạ. Tại con nghe con. Cho ăn. Quỳ cho này cho nọ, mẹ con không thấy gửi gì chứ nó cho hết á. Mấy đứa nhỏ là mình thương nó thương mình nè bà Hai ơi. Mấy đứa cháu bây giờ vậy đó. Bởi vậy nó nói nó thương chú Kiệt hơn mẹ nó nữa đó. Mấy đứa giờ nó biết cách chơi cái trong lại xưa đâu. Ừ. Dễ thương mà, đứa nào nó cũng dễ thương mà. Ừ, biết thương chú Kiệt thương nó. Em phải có làm cơm gì ăn không? Làm cơm buổi sáng ăn luôn đi em ơi. Hả? À, không mua rồi luôn hả? Ừ, chiên hộp vịt. Hộp vịt đâu cũng không có nữa. Rồi lại còn nhiêu mình ấy. Bắn nước sôi, bắn thôi nấu cái mì này. Nha. Nấu nước ít thôi. Đặt chắc gạo qua anh đây thì đặt. Chắc gạo. Không, con để trên cái ghế nè. Để ghế qua để trên ghế nè. Ít không gãy đâu. À, nãy nhiều sao gãy, ít không gãy đâu. Rồi ba cái gạo đổ đó rồi hốt cho con gà nó ăn. Được không? À, được đây để cho đẹp rồi, để ngang đó. Ừ. Nay bán rồi. Bên này cho cũng ế nữa vậy. Ế không em? Còn nghe khoảng 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần nữa. 3, 6. Bà có phiếu không? Không có thay đường nữa con ơi. Tới đây người ta nói lợi đi, người ta cho xin đi, mình già quê mụ coi không thấy được. Rồi giải viết cho bà lão một phần luôn em ơi. Không có đó con, không biết. Không có phiếu nhưng mình còn dư một phiếu đây nè. Rồi ưu tiên cho bà lão này một phiếu nha. Con còn dư. Cảm ơn con, mô Phật đi con. Thôi khỏi khỏi, cảm ơn con, cái này của chị con gửi về. Nè. Cho nhỏ này 500 dẫn lợi đó. Cho 5.000 dẫn lợi hả? À? Ờ 5 nè, phiếu của bà nè. Đây là bà đưa phiếu cho vợ con lại nhận đây để ngồi cô ghi hình. Nhà bà ở đâu? Mẹ xong đi. Mẹ xong cặp trường học đó phải không? Chỗ nhà ông chung gì đó không? Bà tên gì? Lý Thị Liên. Nói chung kêu thì con nhớ thôi, nữa có gì con chạy ngang đó con thấy bà con vô cho phiếu. Nghe người ta nói Phú Kiệt cho vậy đó. Rồi bà lấy một ca bịch dạ. Cái này thịt heo nè, rồi hộp vịt nè, về mình kho thịt heo rồi bánh tét nè, rồi 10 cái gạo nè. Rồi về ăn Tết nha. Con nhắc nổi không? Được con. Tôi không có dám nhở. Dạ không gì đâu bà. À, tại vì cái này là con làm đây là những người nghèo được quyền hưởng hết, chứ không riêng người nào dám không. Ôi, dám bà hết. Đâu có con, hai ông bà. Dạ. Có chồng thiệt mà không có con. Dạ hai ông bà. Bây giờ bà. Mình tiểu đường nữa, mây mù đó. Vậy hả? Vậy là bắt mắt bà mờ nữa hả? Mờ thấy người. Rồi. Nhà thấy ông nấu cơm ăn. Rồi năm mới chúc bà nhiều sức khỏe nha, rồi gửi lời thăm ông luôn nha. Dạ, rồi. Cảm ơn con. Nếu mà có duyên lần sau thì con tìm đến nhà rồi con phát gạo cho bà nữa. Lý Thị Liên rồi, dạ Thị Liên, cô Liên, dạ. Cô Liên. Ô chị, rồi cho dặn quà giùm em luôn chị ơi. Cái này đang đợi mấy người cũng trẻ cho chị nè. Đi dắt nổi không mà cho heo mẹ vậy hả? Dắt nổi không? Dắt nổi không con? Hả? Nè chú hỏi nè, dắt nổi không? Nay thì thịt heo, hộp vịt với gạo.
Rồi, đem người ngoại đưa. Cầm ra đi. Chặt cầm ra cho cô này con. Rồi, cảm ơn nhiều, con Tết vui vẻ nha. Em chúc anh đón Tết vui vẻ. Ừ, vui, anh có vẻ năm nay rồi mai cười là mình cũng vui hết rồi. Bà con quê mà. Kệ cô ít lòng nhiều. Cô ít lòng nhiều bà con quê. Rồi, cảm ơn hai chồng nha, chúc ăn Tết vui vẻ nha. Ừ. Làm ăn khá giả rồi lên. Còn 7 phần nữa. Kệ mình chịu khó mình đợi. Có một số người á, các cô chú anh chị, có một số người ở nhà cũng rất là xa. Nhằm khi về người ta lớn tuổi nữa rồi người ta đạp xe nữa thì cái mình phải đợi rồi. Còn ai ở nhà có xe thì người ta lại sớm hoặc là ta gửi cũng nhanh. Còn như là có số người đó hoàn cảnh đó mình phải chịu rồi. Chứ anh cũng cảm ơn em nữa. Tại nhờ em anh mới biết những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Dạ. Chứ anh ở nhà không anh đâu có biết đâu. Rồi bữa nay gồm thịt luôn nè em. Thịt rồi hộp chịch nè. Em tự lấy phần hai phần đi ha. Bỏ nó bỏ đại đó đi em. Tại cũng có mấy phần hết rồi. Rồi gửi lại cảm ơn gia đình luôn. Thì cái này em gái này nhận giùm cho hai hoàn cảnh ở ruộng á các cô chú anh chị. Tại vì ở ngoài ruộng á thì cũng có những người khó khăn rồi cho nên mình không có điều kiện ra ngoài được. Cho nên nhờ em nó diễn giùm. Diễn là không lấy tiền ship. Chỉ là diễn miễn phí. Em cảm ơn ạ. Rồi rồi. Gia đình anh ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn em. Rồi chúc em gia đình em ăn Tết vui vẻ luôn. Làm bánh kem đắt đắt đắt. Bây giờ nãy quên quay xe luôn ta. Quay luôn hả? Quay ý nó quay xe lại kìa. Quay đầu á hả? Hả? Không phải, ông không hồi chiều qua anh có anh cho châu phiếu ổng. Anh gớt mắt thiệt hả? Ờ anh nói thiệt tình đó không? Biết rồi, tôi sợ gì nè. Ông gớt mắt phải không? Ai? Cái người khác lụm á, người khác là nhận. Chết tôi luôn á, là thiếu. Không sao đâu, để nó đi. Rồi. Thôi, thôi, thôi. Thì nhà em thừa kế cho. Thôi. Lỡ rồi em về đi. Ừ. Mà là tôi biết là tôi nhớ mặt hết trơn là ông còn ông kia một cái nữa nè. Ừ. Là, biết hai chơi là. Đúng rồi rồi. Vậy mấy mọi này nhậu cái tụi nhớ. Ừ. Kho Tết sắp đến rồi, kho ông Việt Nam. Rồi. Ờ, chúc anh kịp năm mới vui vẻ. Em bóc hết đi chú bộ. Cái này có bà chị cho chứ tôi chỉ là người đưa tin thôi. Ừ. Rồi. Sao rồi. Sáng say sớm vậy? Em muốn uống nhà ra trời ơi say xưa chết luôn rồi. Bữa nay làm lúa có vắt lúa gì không mà say rồi. Vắt lúa nổi bao năm chục ký rồi. Vắt nổi rồi. Vì đi mót lúa. Rồi không say gì đâu. Có gạo đưa gạo luôn em ơi. Chạy chậm luôn, chạy xe chậm quay đầu luôn. Chạy xe lên luôn. Thì còn hai phần nữa phải không anh? Hả? Còn hai phần nữa phải không? Ừ. Hai phần nữa đợi chắc ông gâu ghiền phần cái còn phần em biết có ai. Ừ. Cái thịt này bỏ vô tủ đi để sao nó hôi á. Nắng người ta lại còn hai phần nào dạo đem vô chẩm cho nó mát. À, đem vô đó cho mát đi. Gạo đây đây cũng được đó. Ừ, dạ. Đem vô thịt cho thôi. Phiếu đâu? Phiếu đâu? Ổn. Trời ơi, đợi ông như đại tổng thống vậy trời. Đợi nên ông đó. Sớm thì xong lại. Trời ơi, đang cũng quên mà. Trời ơi. Phải không ta?
Rồi ông con ngày qua đó. Đúng không? À, nó chơi vậy thôi, biết mà. Bây giờ cho dù ông không đem phiếu lại, tôi cũng phát cho ông nữa, tại tôi nhớ mặt rồi. Cái mặt đẹp trai ấn tượng cái này làm sao tôi quên được. Này bữa nay có thịt heo nữa nha. Có hộp vịt nữa, có gạo nữa, rồi có đón tét nữa, quà nữa. Rồi ăn Tết vui vẻ. Cái này của chị Ái Bùi, tín hữu ngày sau của chú kêu tôi xu cho bà con nghèo mình đó nha. Gạo luôn. Rồi cảm ơn tan tiếng cho vui vẻ nè. Cảm ơn chị Ái Bùi cái nè. Cảm ơn người chị. Cảm ơn chị Ái Bùi cái vui vẻ nè. Còn đẹp trai trời. Cảm ơn chị trong đây nè. Ôi tôi đẹp trai ghê rồi. Rồi vậy vậy nó chơi cho vui thôi, rồi tết vui vẻ nha. Rồi rồi dặn sự như ý nha. Ừ, thành công thắng lợi nha. Ừ.